Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và sáng sớm mai, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rông rải rác, có nơi có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vào ban ngày mưa sẽ giảm hơn, thời tiết dịu mát tại các tỉnh ở phía đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là 29 đến 32 độ. Các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ mức nhiệt sẽ cao hơn, phổ biến là 31 đến 34 độ lúc trưa chiều, riêng một số nơi tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ ban trưa vượt ngưỡng 35 độ. Với các tỉnh Trung Bộ từ ngày mai, do ảnh hưởng của giải mây rông ở phần phía bắc khu vực thì mưa rông sẽ có xu hướng tăng hơn tại khu vực này. Mưa xuất hiện trước hết ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó lan dần xuống các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ, tập trung về chiều tối và đêm. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa tăng nên nắng nóng sẽ suy giảm đáng kể với nhiệt độ cao nhất là 33 đến 36 độ. Nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày mai nắng nóng cũng bắt đầu suy giảm, chỉ còn xuất hiện cục bộ. Nhiệt độ toàn vùng cao nhất là 32 đến 35 độ. Sau đó vào chiều tối mai, mây rông xuất hiện và có thể gây ra những cơn mưa rào rải rác, làm giảm bớt phần nào không khí nóng bức. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày mai, trên các vùng biển của nước ta, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rông vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng, gió thịnh hành có hướng Nam đến Đông Nam, cường độ cấp 3, cấp 5. Nhiệt độ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều từ 27 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, rải rác tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.